Chứ kia, chứ kia, chứ kia. Mình đi cho sạch kìa. Chắc có cái lọ. Đấy, bí bí, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Tập trung lại đi. Đây bí đi vô lấy củi đi. Ừ đúng rồi, đây. Lấy củi. Thơm củi này đừng bỏ vô đây nữa. Rồi bỏ yên đi xuống đi. Con bỏ yên nó đi. Rồi ok. Rồi. Rồi giờ làm sao cho nó cháy lên đi.
trọng nha, nó nghỉ nha. Ok, bả vô trong cái hồ đó đi. Nó vô, nó nghẽ. Nó đi vào đi lên. Đúng rồi đó, cho con nó nghẽ. Thôi đi lấy củi đi. Đi lại. Em nói tiếng hay nè, đúng rồi.
muốn chị bỏ đây một tờ bên đây này con. Có đèn ướt là sao mấy đứa? Có đèn ướt này. Của Ti nó nhanh cháy nè. Đưa thổi rồi, đưa thổi ở trên thì trên đây nè, ở trên có một tiếng này nè, đúng rồi, ở trên có một tiếng đúng rồi.
con phải ngồi trên đây nè, trên đây dưới đây nó khói. Hôm nay con lên phía trên đây nè, phúc lên phía trên đây nè, nó khói. Cái gì?
phần treo ấy. Ơi đổ đổ. Đốt 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 nãy giờ. Đổ đốt quá đốt lắm. Ở đây. Ở trong cái bị rồi. Ở trên đây chút bỏ lên đế đúng. Ê giỡn sao lên hào lét nó đổ ha. Đổ nó gì đỡ vậy thôi. Đúng rồi, cha nằm yên đi. Bây giờ nó khối không vậy? Nhét, nó chuối vô mẹ. Chuối rồi nhét. Để mấy rồi. Nhét muối nó vô. Không, củi. Nghẹt á. Củi, củi này không được. Cúi kia kia, cái này, cái cây kia kìa. Cái cây nó biếm rồi. Hả? Kìa nhắc à? Dạ. Ơi, con đặt mốt ốc đi, vô cơ cho mình hỏi. Đừng có chụm cái to. Chụm cái to nó nghẹt á. Trời đấy à. Đừng có chụm. Nghẹt. Cửa mẹ. Từ từ cho nó té con này.
sôi cho sao đấy. Chậm lên chậm. Chưa. Nước ngọt. Chơi một sống nữa. Đây sư tử hình người đây, về rừng đây, đây rừng. Rừng nè. Đó mấy con gì kia giờ vô không ở đấy. Anh ơi, thắt cô gì kia không? Thắt còn ở. Ủa chứ nó sao không? Cố nhanh. Lần cuối bỏ vô cho nó sôi nè. Chốt cái cây đó tí còn trở lại. Chở con ghè á, không? Chưa đâu. Lật ghè lại. Nên lặn có bờ chân chín. Chín ở đây. Lặn lại. Hấp mẹ. Được mẹ. Hấp bằng thao được mẹ. Được thao được có thao. Rồi, hết đây. Đừng lo. Đây, lấy cái cấu này lên rừng sinh tồn nè. Thử thách 24 giờ. Cô bà được là suối nè. Đây là suối. Đây là muối chanh. Rau sống. Chở lên đi. Chở nó về. Nhắc xuống nè. Nhắc xuống mới chở được cái kia kìa. Đây, đi. Nhắc xuống nè. Cái cây gì vậy? Cây dốt mà nãy đâu? Cái cây, cái cây dốt mà nãy đâu? Đây đưa một cái cây. Chở cho nó về. Đây.
Nhắc được không? Bảo ở đây nè, đó đúng rồi. Bỏ ông đất cho em. Bảo ở đây, không xe đâu. Chở đi. Nó lại nữa nè. Sao chở? Không, con nghĩ mày nó là chứ. Chứ còn chứ lợn. Cái đuổi, cái đuổi chứ. Giữ quen. Cái cây mà nó cũng rốt đâu. Đó rồi, rồi đúng rồi. Nè, cái đây. Đi. Rồi, ok. Chỉ lại Cẩn thận. Rồi chừng đứa đó. Cái tiếng rửa. Rồi, được rồi. Rồi, chạy lên. Ok. Tắt đuôi đi. Có nước sôi chưa? Chưa. Trời ơi. Coi chưa, coi. Đi coi. Đi coi.
kia. Rồi vô tập trung lại đi. Dạ. Tập nhà nó cháy vô đi. Chưa. Thôi chưa. Chưa soi mẹ. Chờ xíu nữa đi. Trời, cho nó cháy lên tí nữa đi. Cho nó cháy lên đi. Ê, người ta tắt ngớm mà vô kìa, thấy nó có sôi đâu. Vô đây được rồi chứ. Ý là ở trong kìa nó có sôi đâu kìa. Bên đây đúng không? Ở trong cái nồi nước kìa. Cái nồi nước nó có sôi đâu. Hết củi rồi. Mẹ. Nghe mập review đi. Kìa. Tiếng trong phi. Sư tử hình người. Phúc cá hố. Để nghe mập review đi lấy củi. Hành rơm á. Chúng vô đi. Nó xoay lên. Thấy cái xoay đâu tận. Cái xoay thì chú. Đó. Chín lần nữa à. Chín lần. Xoay. Đó, xoay rồi ha. Vừa lắm cái xoay. Chín lần nữa. Rồi chụm hết trà nó cháy nhiều đó nữa là ok. Nhanh lẹ tập trung nè. Trời sôi tí nữa đi.